Bởi vì tôi biết rằng là khi bạn đã chọn kênh Thái Phạm Chọn kênh Educational Giáo dục để theo dõi những cái video kiểu như này Bạn là người khao khát thành công Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái video mà có thể các bạn sẽ xem đi xem lại rất là nhiều lần Đó là video bí quyết để đọc 52 cuốn sách mỗi một năm Đây là một cái video mà rất nhiều bạn trẻ Đặc biệt là những người khao khát kiến thức, khao khát thành công Và khao khát những cái sự trưởng thành Luôn luôn hỏi tôi là anh Thái ơi anh có thể chia sẻ cái bí quyết đọc sách của anh Tôi đã có cái bí quyết đọc sách video rồi nhưng bạn nói là làm thế nào để em có thể đọc được nhiều và có thể tham khảo được rất là nhiều những cái sách rồi những cái tin tức mà anh thường dùng để điểm tin và anh chia sẻ với mọi người nhiều như vậy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn điều này. Thì các bạn cũng biết tiền đề của việc này đó là tôi rất là được truyền cảm hứng bởi hai cụ ông năm nay đã rất lớn tuổi là 92 và 97 tuổi. Đó là Warren Buffett và Charlie Munger. Có một lần ở trên mạng Warren Buffett tỷ phú giàu thứ ba thế giới trong giai đoạn hiện tại chỉ vào cái chồng sách này này của ông ấy và ông nói rằng là ok tôi đọc nguyên cái phần đấy cho các bạn bí quyết thành công của tôi là đọc 500 trang sách như thế này mỗi ngày kiến thức cũng như lãi suất kép được vun đắp dần dần như vậy và tất cả mọi người đều có thể làm được như vậy nhưng tôi đảm bảo rằng sẽ không có nhiều người làm thì Charlie Munger, người bạn thân nổi tiếng, người anh lớn của Warren Buffett, năm nay 97 tuổi, cười mỉm và nói một câu rằng không những đọc 500 trang sách mỗi ngày mà còn phải đọc 500 trang sách chất lượng mỗi ngày. Wow! Thật là kinh khủng phải không nào? Đọc 500 trang sách mỗi ngày giống như Warren Buffett đã là khó rồi. Mà Charlie Munger còn nói rằng là đọc 500 trang chất lượng mỗi một ngày. Và, well, thực sự là hơi quá. Nếu chúng ta cũng học tập Warren Buffett và Charlie Munger đọc đến 500 trang hay 500 trang chất lượng mỗi ngày. Tuy vậy, À, chúng ta hoàn toàn có thể đọc với cái tốc độ đọc cũng như là với cái mục tiêu 52 sách, 52 cuốn sách mỗi một năm. Tương tự như tốc độ đọc và số lượng sách bình quân mà những người Bắc Âu như là Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy hay là Đan Mạch đang thực hiện được mỗi một năm. Các bạn nên nhớ là những nước Bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy là những đất nước mà có cái trình độ về khoa học kỹ thuật công nghệ cũng như trình độ phát triển kinh tế gần sát với lại cái chủ nghĩa xã hội không tưởng hay là chủ nghĩa xã hội nhất. Và họ là những cái dân tộc ham và yêu thích đọc sách. Đức cũng là một dân tộc yêu thích đọc sách, nước Anh cũng vậy và nước Mỹ cũng vậy. Toàn là những đất nước phát triển. Tôi nhớ có một lần tôi sang Singapore, tôi vào cái nhà sách Takashimaya ở trên đường Orchard Road. Có một vị uh, triệu phú người Anh Tất nhiên người Singapore thì người sống tại Singapore thì có nhiều quốc tịch, có quốc tịch Trung Quốc, có quốc tịch nước ngoài và có quốc tịch Malaysia là đa phần là ba cái sắc tộc đó. Tuy vậy thì họ có sang tôi tôi có đang xem một cái cuốn sách tiếng Anh thì có một cái người triệu phú đô la đầu hơi hói ông ấy nói wow mày cũng học đọc cái cuốn này hả? Đại khái lắm nói bằng tiếng Anh Nhưng tôi có thể chia sẻ với các bạn Cái cuốn tôi đang cầm trên tay lúc đó là The Art of the Deal Là nghệ thuật đàm phán của Donald Trump uh, Ông ta nói là There is really good book à, Đây là một cuốn sách rất là tốt Rất là hay Mà mày lên đọc Thế Tôi mới ngạc nhiên Tôi bảo là how many books uh, you are reading uh, Every year à, Tức là tôi hỏi là làm nào bạn biết là à, Xin lỗi các bạn Tôi hỏi là bao nhiêu cuốn sách anh đọc mỗi năm Uh, ông mới chỉ vào cái giỏ hàng mà ông đi cùng với con gái của ông là tao không biết nữa nhưng tao đọc rất là nhiều và đây là số sách tao mua ở Takashimaya ngày hôm nay cùng với con gái của tao bên cạnh con gái thì cũng uh, mua sách rất là nhiều và tôi có hỏi là uh, Have you read Kindle uh, tức là bạn có đọc Kindle không bảo no uh, tôi chỉ thích sách giấy mà thôi Bởi vì sách giấy tôi có thể feel được tôi cảm nhận được wow thật là ngạc nhiên mà ngưỡng mộ và nếu bạn có cơ hội sang seoul một trong những cái thủ đô uh, rất là đẹp Ở Hàn Quốc Thì các bạn cũng thấy có một thư viện khổng lồ Ở đó trưng bày rất nhiều những cuốn sách Cực kỳ hay Và người Hàn Quốc nói chung Và người Seoul nói riêng Cũng là những, một trong những cái người dân tộc Rất ham học hỏi và đọc sách Bởi vì Hàn Quốc học hỏi Nhật Bản Và Nhật Bản là một dân tộc đọc sách rất kinh khủng uh, Từ thời Minh Trị Đó là lý do tại sao họ phát triển Và nếu như bạn muốn thay đổi cuộc đời của bạn Thì bạn cũng cần phải đọc nhiều có nhiều người hỏi tôi là bí mật bí quyết hay làm thế nào anh có thể nói được trôi chảy như vậy, làm thế nào anh có thể suy nghĩ sắc uh, rất là sâu sắc như thế, làm thế nào anh có thể làm cái kênh của anh làm thế nào anh có thể xây cái thương hiệu kinh doanh của anh vân vân và vân vân. Thì bí quyết của tôi cũng giống như One Buffett tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đọc sách mỗi một ngày. Và đọc như thế nào thì tôi sẽ nói với các bạn ngày hôm nay. Và chúng ta hoàn toàn có thể đọc được 52 cuốn sách mỗi một tuần bằng một số các bí quyết như sau. Thứ nhất đó là đầu tiên bạn phải đo lường được cái tốc độ đọc cái tốc độ đọc thì đó cũng giống như là bạn chạy bộ ấy thì bạn phải có cái tốc độ tốc độ chạy bộ là bao nhiêu phút một km thì tốc độ đọc cũng vậy có những người thì đọc nhanh có những người đọc chậm có những người đọc là khoảng 10 trang trong vòng một tiếng có những người đọc được 20 trang một tiếng có những người đọc là 30 trang một tiếng và có những người thì đọc đến 50 trang một tiếng tuy nhiên thì cái tốc độ đọc này nó tùy thuộc vào từng chủ đề một có những chủ đề khảo cứu ví dụ như là cái cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán của tôi Hay là cái cuốn sách là uh, Nghệ thuật đầu tư và kinh doanh cổ phiếu uh, Của uh, re, uh, re, uh, Jesse Livermore Hay là cuốn là làm giàu bằng chứng khoán Bằng phương pháp VSA chính khốc Hay là payback thang mạng đòi nợ Vân vân hay đến Nhật Thì không thể lấy cái tốc độ đọc Là 50 cuốn sách À 50 trang một tiếng Giống như đọc ngôn tình Hay đọc tiểu thuyết được Có thể là trong một tiếng đó Bạn có thể chỉ đọc 15-20 trang thôi Có những cuốn sách Tôi đọc rất nhiều nhưng có những cuốn sách viết bằng tiếng Anh thì tôi cũng chỉ có tốc độ đọc vào khoảng tầm là 15 trang một tiếng, không nhiều hơn. Bởi vì nếu cuốn sách có cái biểu đồ, bắt mình phải suy nghĩ, mình ghi ra những suy nghĩ của mình thì cái tốc độ đọc của mình sẽ chậm hơn. Tuy vậy, để đọc được 52 cuốn sách mỗi năm thì bạn phải đo lường cái tốc độ đọc của bạn theo từng cái chủ đề khác nhau. Nếu bạn đọc những cái chủ đề nó dễ vào, quen thuộc và gần gũi với bạn về văn hóa, về nghệ thuật hay là những cái cuốn sách đời thường hay là cuốn sách truyền động lực thì nó nhanh hơn. Còn cuốn sách về kỹ thuật, về kinh tế, về các cuốn sách về đầu tư thì bạn cần thời gian để thẩm thấu. Thì tốc độ đọc của bạn một tiếng có thể là chỉ là 10 trang, 15 trang. Tuy vậy, để đọc được năm hai cuốn sách mỗi một năm thì bạn phải đo lường cái tốc độ đọc của bạn. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là bạn phải thiết lập cái mục tiêu. Thí dụ như là cái câu chuyện uh, chạy bộ. Tôi đã nói với bạn, các bạn biết là tôi là trong những người yêu thích chạy bộ. Bởi vì chạy bộ thì nó giúp cho tôi có thể uh, tiết ra rất nhiều những cái adrenaline ha những cái uh, chất kích thích để cô tôi có làm việc một cách nó hăng say hơn bền bỉ hơn mỗi một ngày thì như chạy bộ đọc sách cũng vậy uh, phải có mục tiêu việc tôi thiết lập mục tiêu thì có thể nó sẽ vừa với sức tôi và thử thách của tôi đó là tốt hơn một phần trăm mỗi ngày tốt hơn chính bản thân tôi mỗi một ngày mỗi một tuần mỗi một tháng Tôi có thể lấy mục tiêu và giải Marathon ngày 30 tháng 10 tại Long Biên Marathon. Tôi có thể lấy mục tiêu và Techcombank Hồ Chí Minh, HCMC của năm, xin lỗi các bạn, Techcombank Hồ Chí Minh năm 2022 và tháng 12 năm nay. Tôi có thể lấy mục tiêu Boston trong năm 2024 hoặc 2025 là một cái mục tiêu mà tôi phân động. Và cái mục tiêu đó đầu tiên là mục tiêu lớn, sau đó nó sẽ chia nhỏ xuống. Có thể là bạn sẽ chạy một cây với tốc độ khoảng tầm 5 phút, 15 giây một cây trong suốt một quãng đường full marathon hoặc là 5 phút một uh, km trong một cái quãng đường là full marathon hoặc là 4 phút 34 giây trong một cái quãng đường 1 km nhé. cho mục tiêu là full marathon để đạt chuẩn là 3 giờ 20 phút hoặc là 3 giờ 10 phút cho cái chuẩn qualify Boston. Ví dụ như vậy thì bạn phải có mục tiêu. Và đối với đọc sách thì cũng tương tự như vậy. Mục tiêu của bạn là gì? Đầu tiên bạn đo đo lường tốc độ bạn đọc rồi. Thế bây giờ mục tiêu của bạn nếu mà là năm hai cuốn sách mỗi năm đó là mục tiêu thông dụng phải không nào? Thì bây giờ nếu chúng ta đọc là mỗi một ngày mục tiêu của chúng ta là đọc 2 tiếng và chúng ta đọc liên tiếp một tuần là 7 ngày, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là 7 2 x 7 là 14. Nếu tốc độ đọc của bạn nó rơi vào khoảng là 20 trang sách 1 giờ thì bạn sẽ lấy 20 x 2 và nhân 7 thì bạn sẽ thấy rằng là 20 tức là tương ứng với lại 20 trang 1 giờ. 2 giờ, 2 đó là 2 giờ, 2 tiếng mỗi ngày. Nghĩ như vậy thì nghĩa là một ngày bạn đọc được 40 trang, phải không? 20 x 2 bằng 40 trang Mỗi một tuần bạn dành cho 7 ngày để đọc sách Thì 40 x 7 là 280 trang sách Wow Như vậy bạn có thể thấy rất đơn giản Là bạn hoàn toàn có thể hoàn tất Một cái cuốn sách 280 trang Trong vòng một tuần Nếu bạn biết thiết lập cái mục tiêu Nào, điều đầu tiên phải nói với nhau là Tại sao lại phải đọc tới một trang À, xin lỗi các bạn, một cuốn một, một tuần Đâu cần phải thúc ép bản thân như vậy Nhưng như tôi đã nói Bí quyết để thành công là đọc sách bí quyết để nói giỏi hơn cũng là đọc sách bởi vì đọc sẽ khiến bạn suy nghĩ tốt hơn suy nghĩ tốt hơn thì bạn sẽ nói tốt hơn lập luận của bạn sẽ logic hơn bạn sẽ có những cái suy nghĩ phản biện critical thinking tốt về mặt suy luận cũng như là về mặt ăn nói bạn sẽ trôi chảy hơn bởi vì bạn đọc bạn đọc thì vốn từ bạn mạnh hơn nào tùy bạn thôi nếu bạn muốn thành công mà tiếp tục theo dõi cái video này còn nếu bạn không muốn thành công trong cuộc sống ngừng đi stop cái video này pause cái video này và dục nó vào giọt so giác tôi sẽ không cần phải nói chuyện với các bạn và bạn cũng không cần nghe tôi nữa bởi vì tôi biết rằng là khi bạn đã chọn kênh thái phạm chọn kênh educational giáo dục để theo dõi những cái video kiểu như này bạn là người khao khát thành công nhưng hoàn toàn có thể bạn thấy chủ đề này boring nhàm chán và tay sức tôi phải đọc vân, vân 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 hãy dừng video ở đây và đừng có xem nữa bởi vì nó không phù hợp với bạn video tôi cũng không cần quá nhiều view nhiều like mà video của tôi muốn tới và truyền tải những cái thông điệp tới những người cần nó và cái việc mà thiết lập mục tiêu ở mục tiêu số 2 này cực kỳ quan trọng trong việc đọc 52 cuốn sách mỗi một năm. Thứ ba, đó là bạn cần phải theo dõi cái thời gian gián đoạn của bạn. Thời gian gián đoạn bạn phải theo dõi là như thế nào? Đó chính là những cái câu chuyện là uh, disruption, những cái thứ mà làm cho bạn bị sao lãng. Đó là YouTube, là Facebook, là những thứ mà nó hiện lên notification ở mỗi một cái giây mà bạn đọc sách. Nếu bạn muốn đọc sách thì bạn phải theo dõi cái thời gian gián đoạn. Và tốt nhất là turn off à cái phone hoặc để cái chế độ thí dụ như bây giờ đối với iPhone bạn để cái focus bạn để là do not disturb không có phá đám tôi đừng làm phiền tôi tôi đang work tôi đang sleep tôi đang làm gì hoặc là tôi không có muốn nghe bất cứ một cuộc gọi nào hoặc tôi không muốn nhận và notify bất cứ một cái tin nhắn nào từ cái app Facebook, Twitter, YouTube hay bất cứ một cái Messenger hay Zalo hay là bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến tôi có một cách để bạn làm điều này tốt Và tôi cũng áp dụng Đó chính là phương pháp Pomodoro Pomodoro là phương pháp à, tất nhiên Bạn có thể sử dụng phần mềm Pomodoro Ở trong cái à, điện thoại này App của nó là app tên là Power Trên App Store Còn không thì tôi thích uh, Physical Tức là những cái thứ vật lý hơn Tôi mua một cái đồng hồ Pomodoro Nó vào đâu khoảng tầm 80 mấy 90 nghìn Ở trên Tiki thôi Bạn có thể mua về bạn xoay Xoay đủ 25 phút Đặt cái đồng hồ ở trên uh, bàn sau đó nó cứ tích 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 và mình bắt đầu mình đọc. Đọc xong 5 phút uh, hết 25 phút bạn sẽ nghỉ giải lao 5 phút. Sau đó lại xoay cái vặn cái đồng hồ Pomodoro, đặt tiếp 25 phút và sau đó lại nghỉ giải lao 5 phút. Sau mỗi ba cái Pomodoro thì bạn nghỉ cho tôi 15 phút. Đấy, 3 hoặc 4, thông thường thì tôi để là 4 Pomodoro. Tức là vào khoảng thời gian làm việc chất lượng của tôi nó sẽ rơi vào khoảng các bạn biết là khoảng 90 phút 100 phút hơn 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 90 phút tức là 25 25 25 nhân với lại 4 là vào khoảng 100 phút. 100 phút thì đồng nghĩa là 1 tiếng 40 phút. Tôi sẽ đọc trong 4 Pomodoro và kết hợp với lại thời gian nghỉ ngơi nữa của tất cả các cái giờ xen kẽ thì tôi nghỉ và đọc sách vào khoảng tầm 2 giờ mỗi một ngày. Đó là lý do tại sao bạn thấy tôi rất là nhiều công chuyện Khác nhau. nào là chat phục vụ uh, các anh em user của cung phu sub pro nào là chat phục vụ học viên của mình nào là uh, vừa đọc tin tức nào là vừa làm facebook nào là làm tiktok làm youtube vân vân nhưng tôi vẫn có thời gian để biên dịch và hiệu đính những cuốn sách chúng tôi vẫn có thời gian cho chính bản thân mình để đọc những cuốn sách là bởi vì tôi sử dụng cái pomodoro do đó thì bạn hãy theo dõi những thứ gây phiền não cho bạn và nếu bạn muốn những cái thứ gây phiền não và làm cho bạn mất tập trung đó thì bạn cần phải loại bỏ nó. Loại bỏ nó bằng cách áp dụng Pomodoro các bạn ha, theo dõi cái thời gian giám đoạn của bạn. Bước thứ tư, để bạn có thể đọc 52 cuốn sách mỗi năm, đó là thiết lập thời gian để đọc sách. Ồ thiết lập thời gian đọc sách nó là một thói quen tiny habit, nó là một thói quen nhỏ. Thế nào là thiết lập thói quen? Bạn phải có một khung giờ cố định để đọc sách mỗi một ngày. Có nhiều kiểu lắm, đọc tùy hứng, lúc nào thích đọc thì đọc. Lúc nào tranh thủ thời gian rỗi thì đọc. Đọc như vậy cũng được, nhưng nó sẽ không liền lạc và Bộ não của bạn không được dậy để đọc sách. Bộ não của bạn nó well. Nó cứ kiểu là chụp giật ấy. À. Còn đối với tôi thì tôi thiết lập một cái khung thời gian và một cái thói quen nhất định. Thói quen của tôi thông thường là vào khoảng 3 giờ chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch. Tôi có thể tắt hết tất cả mọi thứ và tôi đọc sách từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Đó ngày trong tuần. Hoặc là một cái khung giờ mà tôi rất thích, đó là khi khung giờ vào buổi sáng sau khi tôi điểm tin xong, tôi dành thời gian để đọc sách. Nó chỉ khoảng chóp nháng trong vòng khoảng độ tầm 1 đến 2 pomodoro thôi. Nhưng mà nó là không thời gian chất lượng và nó là một thói quen nhỏ tí hon của tôi để tôi có thể theo dõi cái hoạt động của mình mỗi một ngày. Tôi keep track, à, tôi theo dõi và tôi biết được là cái việc đọc sách của mình có diễn ra đúng như là cái mục tiêu cũng như là cái tốc độ đọc của tôi nó được cải thiện hay không. Tất nhiên tùy từng chủ đề, có những chủ đề bằng tiếng Anh thì mất rất nhiều thời gian. À, bởi vì có những cái thuật ngữ tôi không familiar, tức là tôi không có À, thực sự là đã uh, làm quen với những thuật ngữ đó tôi phải tra cứu, thí uh, dụ như tra cứu trên mạng, thí dụ như vậy. Có những cái chủ đề về liên quan đến kinh tế học hay là kinh tế hay là hay là kỹ thuật vân vân nó đã quen thuộc rồi thì đọc sẽ nhanh hơn. Các chủ đề bằng tiếng Việt thì đọc còn nhanh hơn nữa vân vân. Thì bạn phải có được một thứ, nó chính là cái thời gian mà bạn phải cố định. Đấy. Tôi khuyên là như vậy. Cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên mà phải làm. Và nếu như, như tôi đã nói các bạn, các bạn muốn đọc 5 2 cuốn sách mỗi năm thì bạn phải dành ít nhất là 2 giờ mỗi ngày để đọc sách. Và theo tôi, đó là một thói quen nhỏ cần phải cố định nó lại trở thành một cái tiny habit, một trong những cái thói quen tí hon và tiềm năng khổng lồ. Và ok, đó chính là cái câu chuyện là cách để đọc được 5 2 cuốn sách. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo cái phương pháp đọc của tôi đã chia sẻ trong cái video là cách thức đọc sách của Thái Phạm, bạn có thể Google hoặc là bạn có thể search trên YouTube Ngày hôm nay thì tôi chia sẻ thêm một cái phương pháp của Bill Gates Cái phương pháp này cũng giống như phương pháp của tôi đã chia sẻ Nhưng nó có những điểm mà có thể bổ sung thêm Đặc biệt là Bill Gates là một người cũng là một con mọt sách Đọc nhiều hơn năm hai cuốn sách mỗi năm Cũng là một trong những tay đọc sách ngang ngửa với Warren Buffett Bởi vậy chơi rất thân với Warren Buffett Chơi bài Bridge rồi đi đánh golf rồi nói chuyện về cái câu chuyện đầu tư với lại Warren Buffett rất nhiều Thì ông này ông đọc sách thứ nhất là gì? Ông ghi chú bên lề. Ghi chú bên lề thì tôi nói với các bạn rồi Tôi là người phá sách Tôi có thể ghi bất cứ những cái thứ gì ở trong cái cuốn sách của tôi. Thí dụ đây là cái cuốn mà 101 lời khuyên tài chính cá nhân của từ Thái Phạm. Khi bạn nhận được nó vào ngày mùng 9 tháng 9 thì có cái lề. Một là lề như vậy bạn ghi. Ờ, xin lỗi các bạn là cái cái sách này nó rất là dày. Cho nên chúng tôi dàn trang làm sao để cho nó không lên đến 500 trang thì chúng tôi dàn nó không có lề. Nhưng mà đa phần là gì? Có những cái từ ngữ tôi là người phá sách tôi gạch 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 gạch. Cái ý gì 222 tôi gạch 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 gạch. Tôi đô tô đỏ tôi đánh dấu 5 sao và bạn ghi chú lại. Một trong lợi ích của việc ghi chú ngoài lề đó là sau này bạn đọc lại bạn không có thể không cần phải đọc hết tất cả cuốn sách đấy mà bạn chỉ cần lấy những cái phần mà bạn gặp ra để bạn đọc những cái ý chính và những cái thứ và những suy nghĩ bạn đã ghi ở bên lề đó là một cái tiết kiệm rất nhiều thời gian bởi vì có một cuốn sách mang tính chất tra cứu và tham khảo có những cuốn sách mang tính truyền động lực có những cuốn sách cần phải đọc đi đọc lại thì những cái ghi chú bên lề nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhớ lại kiến thức của mình một cách nó nhanh hơn bởi vì các bạn cũng biết rằng não bộ chúng ta là một cái công cụ rất là tuyệt vời. Có thể nếu chúng ta không ghi chú lại thì chúng ta quên mất. Và có thể là khi chúng ta đọc lại thì chúng ta lại phải đọc lại từ đầu. Nhưng nó là một công cụ tuyệt vời và là một một cái bộ CPU xử lý mọi thứ rất là tinh tế. Khi bạn không dùng tới nó quên. Nhưng khi bạn chỉ cần truy cứu và truy xuất, retrieve lại cái thông tin, lập tức não bộ nó sẽ đưa lại cho bạn những cái thông tin mà trước đó từ cách đây rất lâu có thể một năm hai năm thậm chí 5 năm 10 năm, năm nó vẫn nhớ như in những cái gì nó ghi xuống và nên nhớ tay tay là một cái sản phẩm của cái sự chỉ đạo của bộ não và khi bạn ghi chú lại cộng với bạn đọc bạn sẽ nhớ lâu hơn nhớ lấy lời tôi bởi vì đây không phải là chỉ là lời, tôi nói mà đây là nghiên cứu khoa học của những nhà khoa học thần kinh học và những người mà chuyên đi huấn luyện đào tạo và phát triển con người người ta đã từng khuyên như vậy mừng sinh nhật 5 tuổi lần đầu tiên Happy Life ra mắt phiên bản tủ sách không trọng lượng thỏa sức mang sách đi muôn nơi của ứng dụng sách nói Happy Station. Hãy đón chờ vào ngày mùng 5 tháng 9. Bước thứ hai theo phương pháp đọc sách của Warren Buffett là hãy kết thúc những gì mình bắt đầu. Đó chính là đọc hết một cuốn sách. Đương nhiên điều này tôi đã chia sẻ với bạn rồi. Bạn đọc sách thì bạn phải đọc từ đầu đến cuối hoặc là đọc hết đi. Đừng có bao giờ đọc dở dở ưng ưng ưng, đọc được vài trang sau đó lại bỏ ngỏ. Bởi vì lần sau bạn làm lại, bạn sẽ phải do over, redo over tức là đọc đi đọc lại một cuốn sách. Một thứ mà nó mất rất nhiều thời gian. Bởi vì nếu bạn không đọc hết cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy thứ nhất có một chút nuối tiếc, một chút ân hận. Và đặc biệt, sau khi đọc lại, bạn cảm thấy nó như mới. Rất là kinh dị ở chỗ đó. Do đó hãy kết thúc những thứ mình bắt đầu. Và hãy đọc hết cái cuốn sách mà mình đã bắt đầu. Rồi, và cái bí quyết thứ ba phương pháp đọc của Bill Gates cũng chỉ ra là ít nhất một phiên đọc sách của bạn phải siêu tập trung. Super focus. Tôi cũng chia sẻ với các bạn về super focus rồi. Siêu tập trung đó là không để những cái gì mà nó làm gián đoạn cái việc đọc của bạn. Nhưng một phiên đọc sách là phải ít nhất 3 Pomodoro hoặc là 2 Pomodoro. Tổng cộng là một tiếng. Khi mà đọc sách là phải ít nhất một tiếng. Còn tất nhiên, có những giai đoạn mà bạn nghỉ trưa, có những lúc mà bạn rảnh rỗi bạn muốn đọc một vài trang, it's ok, đồng ý. Nhưng một phiên đọc chất lượng là một phiên đọc phải có cái thời hạn trên một tiếng đó là cách của Bill Gates mà tôi hoàn toàn đồng ý chuyện đó tôi thì tôi đọc một lèo nhiều lúc là đọc một lèo luôn hai tiếng tức là bốn pomodoro là xong thì đây là cái phương pháp của Bill Gates mà tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với các bạn và cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn một cái niềm vui đối với lại những người bận rộn và không có nhiều thời gian lắm đó chính là đọc sách kết hợp với lại nghe sách nói wow đọc sách kết hợp nghe sách nói audiobooks nó là một trong những xu hướng hiện nay của giới trẻ Và nó sẽ khiến cho bạn không có mất quá nhiều thời gian Mà có thể tiếp tục là không những đọc được năm hai cuốn sách mỗi năm Mà còn nghe được tới cả 60-70 cuốn sách mỗi năm Có những người thì tiếp cận sách bằng cách là đọc Có những người tiếp cận sách bằng cách nghe Có người thông minh bằng trí tuệ nghe Có những người thông minh bằng trí tuệ đọc Tôi vẫn khuyến khích bạn đọc Và thực sự đọc nhiều sẽ giúp cho bạn có cái ngôn ngữ tốt hơn Và bạn thông minh, thông tuệ hơn như tôi đã nói nhưng bây giờ có một giải pháp khác bạn có thể kết hợp sách giấy và sách nói thì chúng tôi vừa ra mắt cái phần mềm nó là A happy station đây là một cái nền tảng một cái business learning hub một cái investment và business learning hub tức là một cái hub về học hành về kinh doanh về đầu tư ở đây chỉ chúng tôi có đầy đủ tất cả những cái cuốn sách của happy life mà các bạn nên tham khảo để đọc và thực sự khi các bạn đọc và nghe cái sách nói thì bạn sẽ nhớ lâu hơn. Đấy là lợi ích đầu tiên. Lợi ích thứ hai của việc là chúng ta nghe sách nói và chúng ta đọc. Đó là chúng ta có thể nghe một cách thụ động hoặc chủ động ở bất cứ lúc nào. Bởi vì trong thời gian mà hiện nay chúng ta sống thì cuộc sống luôn luôn hối hả, phải không nào? Chúng ta lái xe đi làm, chúng ta đi xe bus, đi làm công việc. Hoặc là chúng ta đi trên đường thì chúng ta chạy bộ hoặc là chúng ta đi bộ sau mỗi một cái buổi ăn tối thì bạn không thể giết không thể không thể là để thời gian trôi đi mà chỉ có việc đi bộ. Thì bạn có thể kết hợp với nghe với cái sách nói. Thì sách nói của chúng tôi thì đã có mặt trên cái nền tảng Happy Station. Bạn có thể tải về trên Apple Store hoặc CH Play. À, các bạn có thể tải về trên Android á, hoặc là trên Apple uh, Store. Các bạn tải về, các bạn đăng nhập vào, sau đó thì các bạn tải những cái cuốn sách của chúng tôi. Ở trên đây thì có đầy đủ tất cả những cái uh, sách của Happy Life Uh, và một vài những cái uh, khóa học online chính Thái Phạm đang phát triển. Thời gian tới thì có những khóa học online về phân tích kỹ thuật, có những khóa học online về phát triển bản thân nhiều hơn. Hiện nay thì có hai khóa học thiết kế của lời thịnh vượng và cái khóa học thứ hai là khóa học về giao tiếp cùng Thái Phạm là tôi đang để lên trên cái Happy Station. Và thêm cái nữa là bạn hoàn toàn có thể nghe những cái podcast premium của tôi duy nhất độc quyền trên Happy Station đó là những podcast tôi trao đổi với lại độc giả của mình về các định hướng đầu tư chỉ dành cho những người đăng ký và có sử dụng cái happy station rồi tôi sẽ có những podcast độc quyền để phỏng vấn những người về đầu tư ở trên pod, ở trên thị trường những chia sẻ tâm tình của tôi về phát triển bản thân và đặc biệt là cái podcast truyền động lực như là không bỏ cuộc chạy ngay đi đừng bao giờ nghi ngờ bản thân không có gì là thử thách tất cả là thất bại tất à, tất không có gì là thất bại tất cả là thử thách rồi hãy uh, chiến đấu với bản thân mình thì các bạn có thể nghe free và miễn phí mỗi một ngày rồi rồi có một số người thì thích nghe bí mật phan thế đơn những cái tờ kinh mỗi ngày thì chúng tôi có sẵn ở trên happy station đó tôi, tôi tôi bằng cái giọng đọc của tôi để tôi có chuyển thể truyền tải cái động lực uh, cho tất cả mọi người đấy là những cái lợi ích mà các bạn hoàn toàn có thể đọc và nghe được nhiều hơn sách mỗi một năm một cách chủ động và chưa bao giờ mọi thứ về phát triển bản thân và học hành có thể trở nên dễ dàng như thế thông qua cái app sách nói và khoa học online này các bạn hãy tải ngay về đăng nhập mua một cái cuốn sách mà bạn yêu thích và các bạn sẽ hưởng thụ toàn bộ trọn vẹn những thứ miễn phí bán tiền chất lượng cao hàng ngày từ những cái audio từ những cái podcast của tôi và bạn sẽ thấy nó đáng giá đến từng xu và đó chính là những cái bí quyết của tôi trong một cái hành trình giúp bạn vươn tới sức khỏe, giàu có và trí tuệ. Đầu tư cho kiến thức chắc chắn là một khoản đầu tư không bao giờ lỗ và nó là một khoản đầu tư cho tương lai. Tất cả những dân tộc trên thế giới này, những dân tộc giàu có nhất, thịnh vượng nhất và những gia đình nổi tiếng nhất, những gia đình giàu có nhất là những gia đình tập trung vào giáo dục. Còn bạn thì sao? Bạn muốn thế hệ con cái của bạn, một nếu bạn đang giàu, bạn muốn chúng tiếp tục gìn giữ sự giàu có không những về mặt tiền bạc mà còn gìn giữ sự giàu có về văn hóa, về lối sống qua cái thế hệ nối tiếp đó là con của bạn, cháu của bạn và chất của bạn hay không. Và nếu bạn chưa giàu thì hãy đầu tư cho nó bởi vì kiến thức là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Trong cuốn sách Basic Economics của Thomas Sowell, ông nói rằng là kiến thức là một nguồn tài nguyên hữu hạn và không phải ai cũng tiếp nhận được nó chỉ có những người khát khao và những người mong muốn giàu có giống như người Do Thái, giống như người Nhật Bản và giống như người Bắc Âu mới có thể sở hữu nó, làm chủ nó và biến kiến thức trở thành tài nguyên khan hiếm tiếp theo, tiền bạc và sự thịnh vượng. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hy vọng qua video này bạn có thêm mục tiêu, có thêm động lực để đọc được 52 cuốn sách mỗi một năm và có một cái cách mà tôi đã chia sẻ với bạn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam của Happy Life chúng tôi có một cái app về sách nói, khoa học online và podcast premium để phục vụ và phụng sự những người theo dõi của Thái Phạm và Happy Life trong suốt hành trình 5 năm vừa qua. Cảm ơn sự theo dõi, yêu mến và ủng hộ của tất cả mọi người. Hy vọng rằng phần mềm mới cũng như công cụ mới là một cái người bạn đứng bên cạnh phụng sự sự thịnh vượng và phát triển của tất cả mọi người trong cộng đồng. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sẽ ra mắt sách và cái app sách nói này. Một lời nữa vào ngày mùng 5 tháng 9. Các bạn nhớ chờ đợi nó ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mừng sinh nhật 5 tuổi. Lần đầu tiên Happy Life ra mắt phiên bản tủ sách không trọng lượng. Thỏa sức mang sách đi muôn nơi cùng ứng dụng sách nói Happy Station. Hãy đón chờ vào ngày mùng 5 tháng 9.